guys, this is Miss Mia from IELTS Spider. Chào các bạn, mình là Miss Mia đến từ IELTS Spider đây. Và ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 công cụ luyện tập phát âm cực kỳ hiệu quả sẽ giúp các bạn cải thiện không chỉ kỹ năng nói mà cả kỹ năng nghe nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đây là 3 công cụ gì nhé. Thì Miss Mia muốn nói về điểm chung của ba công cụ này. Khi đăng ký ba app này thì các bạn sẽ đều được khảo sát về mục đích học tiếng Anh cũng như là trình độ và mục tiêu luyện tập của bản thân để có thể được cá nhân hóa lộ trình học cũng như là các bài học sao cho phù hợp nhất. Ok, và app đầu tiên Miss Mia muốn giới thiệu đến các bạn đó là app Elsa Speak. Thì đối với app Elsa Speak, các bạn sẽ được luyện tập phát âm bắt đầu từ những âm cơ bản nhất trong IPA hay là bảng phiên âm quốc tế, một nền tảng mà chắc chắn bạn nào cũng sẽ phải biết để có thể luyện tập phát âm một cách bài bản và hiệu quả nhất các bạn nhé. Rồi và ở đây Miss Mia có trang chủ của app Elsa Speak sau khi các bạn đã đăng ký tài khoản của mình. Và như các bạn có thể thấy thì chúng ta có rất là nhiều các đề mục kỹ năng khác nhau hay là skills. Đó, và tổng cộng app Elsa Speak có 22 skills khác nhau tương ứng với các bài học phát âm theo IPA. Chúng ta sẽ được học phân biệt các âm dễ nhầm lẫn, ví dụ như là âm y ngắn, y dài, u ngắn, u dài này, cũng như là các tổ hợp phụ âm consonant clusters, các ending sounds âm cuối là một cái phần chủ điểm phát âm mà rất là nhiều người Việt mắc lỗi. Đó. Vậy thì các bạn có thể thấy là cái phần học phát âm của app Elsa Speak rất là toàn diện và chi tiết. Rồi bây giờ Miss Mia sẽ thử vào một skill cụ thể để xem là có những bài học như thế nào nhá. Rồi mình sẽ ấn vào skill thứ 3, đấy là âm schwa, schwa sound. Như các bạn có thể thấy thì đầu tiên app Elsa sẽ cho các bạn một video hướng dẫn. Sau đấy ấn vào next thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các bài tập theo các level khác nhau. Các bạn có thể thấy là ở đây có tận 6 level với rất là nhiều các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày, mà sẽ bao gồm cái chủ điểm phát âm có trong cái phần skill ở đây, đó là âm schwa sound. Và tính năng nổi bật nhất của app Elsa đó là các bạn sẽ được ghi âm, đánh giá và phân tích độ chính xác phát âm của bản thân so sánh với người bản ngữ ngay trên app. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy tính năng đó được thực hiện như thế nào trên app này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào một lesson ví dụ, đấy là lesson 2, introduce yourself trong phần schwa sound. Introduce. Đó, và như các bạn thấy thì app sẽ đọc mẫu từ hoặc câu, sau đó chúng ta có thể ấn vào nút ghi âm và phát âm lại theo đó. Introduce. Rồi và như các bạn thấy thì ở đây app Elsa sẽ đánh giá xem là bạn đã phát âm giống với người bản xứ bao nhiêu phần trăm rồi. Thì ở đây Miss Mia đã được đánh giá là you sound like a native speaker, phát âm của mình đã giống với người bản xứ rồi. Và tính năng đó sẽ xuyên suốt trong tất cả các bài học và các đề mục trên app Elsa để có thể giúp các bạn luyện phát âm sao cho chuẩn nhất có thể nhé. Thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là app Fluent2. Đối với app này, các bạn cũng sẽ được luyện tập phát âm, luyện nói và luyện nghe theo trình độ, theo rất là nhiều chủ đề khác nhau giống như là Elsa Speak. Đây chính là giao diện của app Fluent2. Mình đang vào phần video này. Và ở đây thì mình có rất là nhiều các video theo trình độ Intermediate. Các bạn hoàn toàn có thể customize, có thể lựa chọn level phù hợp với bản thân hơn, ví dụ như là Beginner hay là Advanced, để có thể được cá nhân hóa các video này sao cho phù hợp nhất nhé. Rồi, và như các bạn thấy thì có rất là nhiều các đoạn hội thoại theo nhiều chủ đề khác nhau, ví dụ như là breakfast from around the world này, các bữa sáng ở khắp nơi trên thế giới, small talk, những đoạn hội thoại nhỏ, rồi rất rất là nhiều những chủ đề khác nữa. Bây giờ Miss Mia sẽ thử ấn vào một video này xem nó có những tính năng như thế nào nhé. Mình sẽ ấn vào The Next James Bond xem sao này. Rồi, và ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một phần video cũng như là các phần từ vựng. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem video trước nhé. You know this is an audition for James Bond, right? Và đối với app này thì các đoạn hội thoại trong video sẽ được chia nhỏ làm các câu để các bạn có thể nghe rõ từng câu, từng từ và nhắc lại những câu, những từ đó để chỉnh phát âm của mình tốt nhất. Ví dụ như câu mình đang có trên màn hình ở đây, sau khi nghe người nói câu đó trong video, các bạn hoàn toàn có thể pause lại, dừng lại một chút và nhắc lại câu đó theo người ta. You know this is an audition for James Bond, right? Và đó chính là cách luyện tập phát âm theo phương pháp shadowing, nghe và nhắc lại các bạn nhé. Và app Fluent2 này sẽ giúp các bạn tối ưu hóa phương pháp này khi mà luyện phát âm. Và
app cuối cùng mà Miss Mia muốn đề cập đến đó là app Duolingo. Đối với app này, các bạn sẽ không chỉ được luyện phát âm, luyện nói mà còn được học cả rất là nhiều từ vựng cũng như là các câu hội thoại theo chủ đề và theo trình độ khác nhau. Và đặc biệt, các bài tập, luyện tập sẽ được thiết kế dưới dạng game, trò chơi rất là hay nữa. Bây giờ chúng ta hãy thử xem những trò chơi đó là như thế nào nhé. Rồi và các bạn để ý nhá, trên app Duolingo, sau khi đăng ký thì sẽ có rất là nhiều các cửa hay tương ứng với các level khác nhau. Đó, và các bạn phải vượt qua hai cửa đầu tiên, hai level đầu tiên mới đến được các level khó hơn. Và trong mỗi level này các bạn sẽ thấy có những chủ đề với độ phức tạp tăng dần. Bây giờ Miss Mia sẽ thử ấn vào một chủ đề, đó là chủ đề công việc trong level thứ hai nhá. Và các bạn có thể chọn độ khó tương ứng của mình, bắt đầu hoặc là chế độ khó hơn. Mình sẽ ấn vào chế độ khó xem sao này. Đó, chấp nhận thử thách. Rồi, và ở đây chúng ta có thể nghe người ta phát âm một từ hoặc là một câu nào đó, rồi chọn đó, từ tương ứng. Đó, và ở đây hat. Từ đó là từ hat. Rồi, và một game nữa cũng có trên app này, đó là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc tiếng Anh sang tiếng Việt. Ví dụ như bạn làm nghề gì thì chúng ta sẽ có câu là What do you do? What do you do? Các bạn cũng sẽ được nghe app phát âm và nhớ là phải nhắc lại theo để có thể luyện phát âm của mình nhé. What do you do? Và cách thiết kế các bài tập luyện tập dưới dạng game như thế này sẽ giúp việc học và việc luyện tập phát âm và luyện nói của các bạn không hề nhàm chán một chút nào các bạn nhé. Và đó là toàn bộ 3 công cụ luyện tập phát âm cực kỳ hiệu quả mà Miss Mia muốn recommend cho các bạn. App thứ nhất đó là app Elsa Speak. Điểm nổi bật của app này là các bạn sẽ được đánh giá, phân tích và điều chỉnh phát âm của mình sao cho giống với người bản xứ nhất. Điểm nổi bật của app Fluent2 đó là app này sẽ chia các đoạn hội thoại ra thành các câu nhỏ để các bạn có thể ứng dụng phương pháp shadowing luyện tập phát âm hiệu quả nhất có thể. Và app cuối cùng đó là app Duolingo. Và yếu tố nổi bật nhất của Duolingo đó là các bài tập luyện tập được thiết kế dưới dạng game rất là hay và không dễ bị nhàm chán các bạn nhé. Rồi, và qua video này, Miss Mia mong rằng các bạn có thể lựa chọn cho mình một công cụ luyện phát âm hiệu quả nhất để có thể tăng khả năng nói cũng như là nghe các bạn nhé. Thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye. IELTS Spider, hợp tác độc quyền cùng VN Express. Dự án giáo dục cộng đồng phổ cập IELTS cho người Việt hoàn toàn miễn phí. Chia sẻ kiến thức chuyên sâu về IELTS đến từ đội ngũ chuyên gia từ 8.0 IELTS trở lên của IELTS Spider. Tiếp cận dễ dàng, hiệu quả đột phá, giúp bạn chinh phục mục tiêu IELTS. Truy cập ngay chuyên trang học tiếng Anh trên báo điện tử VN Express để cập nhật những bài viết sớm nhất từ IELTS Spider. IELTS Spider, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.